được có bầu, được ngén là một hạnh phúc. Hành trình làm mẹ còn rất nhiều khó khăn, mới có ngén mà chị không được, đừng làm mẹ. Đến mùng 2 Tết, cả một buổi không đạt gì cả. 38 tuần vẫn im re, 39 tuần không động tĩnh gì cả. Tự nhiên nói trời ơi, mọi người đi đẻ hết rồi, tại sao tôi chưa được đẻ? Cái mình chỉ cảm giác là nó chằn, cứ 10 phút nó chằn một lần. Mình nghĩ đêm lên, chắc được đẻ rồi đó. Hai chồng gom đồ, vẫn không quên ghé tiệm hủ tiếu ăn lấy sức đẻ. Cái bước này có nhiều mẹ bỉm sữa không bao giờ bỏ qua. Có em nữa. Nhưng mà mình không rên, không la vậy. Em sợ mất sức. Ha, người ta sợ mất còn sức chị ha, cô Lan ha. Sợ bị mất nết. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã hỗ trợ cho chương trình. Em chào chị Ngọc Lan, chị Tô Nha. Xin chào quý vị khán giả, mình tên là Hương Giang. Năm nay mình 26 tuổi và là mẹ của một bé trai 4 tháng. Tự nhiên tôi có cảm giác như tôi đang khảo bài học trò vậy. Bà ra cái bà đứng. Thôi nè, mời bạn ngồi. Lên nè. Ngồi cưng. Cái hành trình mang thai mới của mình là còn quá mới luôn. Tinh khôi. Vậy thì mình có nhớ rõ về cái cảm xúc của mình khi mà lần đầu tiên mình biết mình có thai không? Thì kế hoạch là một năm sau mới có em bé. Nhưng mà hai vợ chồng đang sống cuộc sống son rỏi khoảng 6-7 tháng thôi. Thì em cảm giác là em muốn có em bé. Tại vì nhìn bạn bè xung quanh bắt đầu có con đó, mình cảm thấy mình thèm. Mang thai rất là sợ đau, nhưng đến thời điểm đó em không sợ gì cả. Em chỉ mong muốn rằng có một đứa bé khỏe mạnh, thôi, lành lặn. Em nghe người ta đồn là mang thai với đẻ rất đau cho nên em sợ. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thấy chưa? Xong rồi bắt đầu lên kế hoạch. Em đi điều trị dạ dày. Tại vì em cũng bị dạ dày á, nên là điều trị dạ dày. Sau đó thì tiêm ngừa. Xong rồi đi tập thể dục, kéo cả chồng đi tập luôn. Chiều nào hai vợ chồng cũng ra công viên đánh cầu lông. Xong rồi em thì tập thêm yoga. Xong rồi trước một tháng thì là uống vitamin, bổ sung thêm vitamin khoáng chất. Nên là chuẩn bị rất là nhiều thứ. À còn mua cả que thử rụng trứng về cơ. Tại vì người ta có cái cách là thử xem thử ngày nào. Đúng rồi. Em mua cả chục ạ. Chương trình vui là, ha. Là câu chuyện hao tốn. Chương trình gì mà đụng tới que là tính lố trở lên không à, chứ không có bán lẻ. Chục 12, chục 16 đó, chục Cần Thơ, chục Bến Tre đâu không. Nhưng mà đến thời điểm lý tưởng thì là hai vợ chồng bận túi bụi. Cả một tuần lý tưởng là không theo kế hoạch thì thôi, hai vợ chồng nói thôi tháng sau. Nhưng mà khoảng cuối tháng thì là hai chồng dọn nhà. Thì chồng mới nhìn em, chồng bảo sao nó nhìn em kỳ dữ hả. Cái em mới nói chắc có bầu á. Mới là hôm trước ngày hôm sau, tự nhiên mình thấy người mình như đi mượn á. Cảm giác khó chịu lắm. Cái tự nhiên mình chột dạ. Cái mình cố gắng chịu đựng cái sự khó chịu này, không uống thuốc. Thử liên tiếp 3 ngày luôn, không có. Có nghĩa là cũng muồn lố nữa mới có liên tiếp 3 ngày thử nó chứ đâu. Tại vì mình cũng hơi chột dạ nên mình quyết tâm không uống thuốc. Chỉ gọi về nhà nói với mẹ là mẹ ơi con cảm giác như thế này, thế này, thế này. Thì mẹ em mới rất lạnh lùng nói con có bầu 10 ngày rồi đó. Trời. Con có bầu 10 ngày rồi đó. Cái em mới nói mà con thử không có vậy nè, tin đi, 10 ngày rồi đó. 5 giờ sáng em thức dậy em thử. Thì theo cái hướng dẫn là để trong vòng 5 đến 10 phút. Xong em quanh ra thì em nói với chồng là không có. Thật sự không có thật, nó có một vạch à. Xong chồng em cũng đi làm như bình thường. Em lên giường em ngủ tiếp. Em ngủ đến 8 giờ rưỡi sáng. Em giật mình, em nói chắc que dỏm thì sao á. Tổn thương cho những bạn làm ở xưởng sản xuất luôn. Rồi sao? Sau đó em mới đi bới sọt rác lên. Thì lúc này cái que nó mới hai vạch hiện ra mắt em. Ủa khoan khoan, nó hơi bị sai chỗ này nè. Em không tin và em nghĩ là ủa chắc que dỏm. Vậy đi bớt thùng rác lên chứ. Tại vì em muốn xem coi cái một vạch đó nó đậm hay nó nhạt. Tại vì em thấy mọi người khoe á, mặc dù một vạch nhưng cái vạch nó vẫn rất là đậm. Nhưng lúc mà em một vạch thì cái vạch một vạch nó nhạt lắm. Mà mấy ngày hôm trước cái một vạch nó cũng rất nhạt. Chứ em nói hay là em mua phải cái lô hàng dỏm hay sao á. Em muốn lên muốn nhìn lại một lần nữa xem là cái que một vạch đó đậm hay nhạt. Nếu mà nó chụp nhạt hình á, rồi bắt đầu đi tố cáo nhạt. Nếu như mà nó nhạt thì mình mua cái hãng khác. Thì bơi lên thì nó hai vạch. Lúc đó cảm giác nhận hai vạch thì thật sự là nó không quá xúc động như em tưởng tượng. Nó chỉ là một cảm giác hơi có mùi tại vì từ trong thùng rác. Chưa có cái hành trình mẹ bỉm nào mà nhận hai vạch từ trong sọt rác hết trơn quý vị à. Em không nói cho chồng em, chả nói gì cả. Em chỉ nhắn tin cho nó nhớ về sớm nha, bữa nay có nhiều món ngon. Xong rồi em mới lấy cái que đó cho vô cái hộp. Cái hộp thì em đã chuẩn bị trước rồi. Tại vì mình muốn là mẹ mà, mình chuẩn bị hộp sẵn luôn rồi. Để trong cái hộp, em nấu một bữa cơm xinh xinh. Em để cái hộp lên bàn. Sau đó ổng về thì ổng nhìn thẳng vô cái bàn luôn, ổng thấy cái hộp, ổng hỏi cái gì đây. Ổng mở cái hộp ra, ổng nhìn em, ổng cười tít mắt. Ổng hỏi thiệt không, em mới nói thiệt. Xong ổng tiếp tục đứng cười.
Không, biết là sao mà Lan phải chồm đó, Lan nhìn bạn không? Tại vì Lan rất là hồi hộp. Lan hồi hộp chờ đợi cái phản ứng của ông xã của bạn như thế nào. Bởi vì hầu như tất cả các bà mẹ bỉm sữa ngồi ở đây đều cho Lan một cái cảm giác rất là hụt hẫng. Nhưng mà cái cảm cũng được. Đúng rồi, nói chung là nó cũng khá là cũng vui đó. Nói chung cũng được. À, theo đúng tinh thần kịch bản, mặc dù nó chưa quá gọi là dâng trào, nó không có bùng ra mà nó một cái niềm vui mà nó âm ỉ, nói chung nó làm mình vui lay. Là ổng cười xong. Ổng cười tới khi nào ổng mới chịu ăn cơm em? Ăn cơm xong thì chiều ổng xin nghỉ việc luôn. Tưởng đâu ăn cơm xong rồi ổng cười tiếp chứ. Không, cười tiếp ạ, xin nghỉ. Chiều đó là xin nghỉ luôn, không đi làm nữa. Mất công đi vô làm cứ ngồi cười hoài ở nhà. Cả buổi chiều hai vợ chồng cười thôi. Ủa vậy luôn hả? Rồi cái khoảng thời gian mà hai bạn chăm sóc cho em bé ở trong bụng nó như thế nào? Ở lần khám thai đầu tiên thì là bác sĩ siêu âm nói là có một túi dịch 4mm, nhưng mà bác sĩ kết luận là theo dõi động thai sớm. Thì lúc đó cảm giác bước ra khỏi phòng khám thì cảm giác rất khó tả. Thì sau một tuần đến khám thì túi dịch nó là 9mm nhưng chưa có phôi thai, chưa có tim thai gì cả. Thì em cảm giác rất buồn và hụt hẫng, tại vì là hỏi thăm các người bạn khác thì khoảng thời gian đó đã nghe được tim thai rồi. Nhưng mà em quyết định là em sẽ tin con mình. Em vẫn đi làm bình thường. Tại vì em có theo dõi thì là không có đau bụng bất thường, không có ra huyết bất thường, nên em nghĩ em chả có lý do gì phải lo lắng cả. Hơn nữa là có thể là cái thai nó thụ thai cuối chu kỳ, cho nên cái quá trình phát triển nó hơi trễ hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Thì tiếp tục một tuần nữa em đến đợi thì bây giờ có tim thai thì an tâm. Mình ngán nhiều không? Em có ngán, nhưng mà chắc không nhiều đâu. Đợt đầu thì hơi nhõng nhẽo, gọi về cho mẹ than vãn các thứ, cái mẹ nói là được có bầu, được ngán là một hạnh phúc. Hành trình làm mẹ còn rất nhiều khó khăn, mới có ngán mà chị không được, đừng làm mẹ. Cái tự nhiên em ngộ đã hết sức. Em cảm giác đúng rồi, mới có ngán chị không được sao làm mẹ. Ôi bà mẹ rất cứng cỏi. Tất cả hơn nữa mình còn có chồng kế bên nữa mà. Người ta có bầu thì người ta hay cáu bẳn giữ tính hay là nhõng nhẽo chồng nhiều, thì em bình thường. Học sinh em còn bảo là cô có bầu xong cô còn dễ thương hơn nữa. Tại vì hồi đó đi dạy thì em khá là nghiêm khắc, mang thai xong thì em giải quyết khá là mềm mỏng. Em rất là thích cái cách xử lý cũng như là cái tâm thế của bạn này. Đúng. Là bạn mang một cái năng lượng cực kỳ tích cực. Đúng. Luôn. Không có bị quá hoang mang lo lắng. Bởi vì nhiều khi chính vì cái sự hoang mang lo lắng đó mà nó ảnh hưởng đến con nữa. Cho nên là nhờ cái năng lượng tích cực của bạn mà truyền đến cho con. Cái năng lượng tích cực đó không tự nhiên mà có. Nó sẽ được hình thành dựa trên cái quá trình chúng ta tích lũy kiến thức, tức là phải hiểu biết đúng. Em có một cái khoảng thời gian rất dài để chuẩn bị tâm thế, em sẵn sàng với quá trình làm mẹ. Chính trong cái quá trình sống của em, tức là ngay từ bé đó, em được nuôi dạy bởi một bà mẹ đó là làm mẹ mà mới có ngán mà chịu đúng không rồi. Được thì thôi. Thì chị tin rằng trong rất nhiều cái cách dạy dỗ khác của mẹ em đã cho em những cái tính cách cơ bản để tại cái thời điểm này nè, cái năng lượng tích cực đó nó mới có thể được huy động. Rất là tuyệt vời. Tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Cái hành trình đi sanh của em lại không phải là một ngày mà lại là một chuỗi quá trình. Nó giống như việc em chuẩn bị mang bầu vậy đó. Tại vì em mang thai con so. Cô dì, chú bác, bạn bè, anh chị ai cũng bảo con so sanh sớm lắm. Mình thì không có muốn sanh sớm. Cho nên là khoảng 35-36 tuần em đã thu xếp công việc ổn thỏa để bắt đầu ở nhà dưỡng thai, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Xong rồi hai vợ chồng cứ động viên, nhím ơi nhím, sau giao thừa hẳn ra nha con. Tại vì sau giao thừa thì cũng đã được 37 tuần rưỡi rồi. Thì bé nó cũng đã lớn rồi, thì nếu như chuyển dạ thì cũng không sao, không có bị non ngày non tháng. Đến mùng 2 Tết thì tự nhiên cả một buổi nó không đạp gì cả. Em lo, cái em quyết định là em đi bấm nút máy giặt, đi phơi quần áo, đi tắm. Để em hy vọng là lúc em hoạt động á, nó sẽ cung cấp oxy cho đứa bé, để cho nó thức dậy nó đạp. Thì sau một hồi em làm cái đó thì nó đạp trở lại. Nhưng cái cảm giác lo lúc nãy nó vẫn còn ám ảnh em. Thì là mùng 4 hai vợ chồng lên Sài Gòn. Em đi tập thể dục nhiều hơn. Mỗi ngày em ăn một trái dứa. Gần như là tập yoga cường độ cao luôn á. Squat để cho nó nở xương hông ra. Vẫn không động tĩnh gì cả. Bày minh bố trận ha. 38 tuần vẫn im re. 39 tuần không động tĩnh gì cả. Tự nhiên em nói trời ơi mọi người đi đẻ hết rồi, tại sao tôi chưa được đẻ. Gần nhà em có một chị ngày dự sanh gần em luôn. Đẻ rồi. Xong rồi lên trên cái group hội bỉm sữa trên Facebook á, nhiều người ta cùng ngày sinh với mình, ta cũng đẻ rồi. Ôi tại sao mình mãi chưa được đẻ nhờ. Xong rồi 39 tuần 2 ngày nó tiếp tục hù em một lần nữa là nó không chịu đạp. Cả một buổi sáng tới trưa luôn nó không chịu đạp gì cả. Cái 3 giờ chiều hai vợ chồng quyết định là xách nhau đi vào cấp cứu.
Thì vào đến nơi, vừa đến gặp cổng bệnh viện, vừa gặp ông bác sĩ, nó lại đạp. Sợ. Nó sợ đó. Cái là nó lại đạp mà thôi, nghĩ thôi đã vào đến đây rồi thôi cứ khám. Thì làm các xét nghiệm cơ bản thì bé vẫn khỏe, hai lại chồng lóc cóc về. 39 tuần 5 ngày, em nhớ lúc đó là 3 giờ khuya, tự nhiên mình cảm giác cái bụng nó chằn. Cứ 10 phút nó chằn một lần. Thật ra mình không biết cảm giác đau đẻ nó như thế nào, Google rất nhiều là dấu hiệu đi sinh như thế nào, người ta liệt kê ra một loạt. Nhưng đó là lý thuyết thôi, em cũng có hỏi bạn em, mỗi đứa một kiểu. Cái mình chỉ cảm giác là nó chằn, cứ 10 phút nó chằn một lần. Mình nghĩ đinh lên, chắc được đẻ rồi đó. Cái mình anh, em dậy dậy. Cái anh nói, vậy thôi tắm rửa sửa soạn đi, em chở đi bệnh viện. Hai chồng gom đồ, vẫn không quên ghé tiệm hủ tiếu, ăn lấy sức đẻ. Ăn lấy sức đẻ. Cái bước này có nhiều mẹ bỉm sữa không bao giờ bỏ qua. Có em nữa. Sau khi em ăn xong tô hủ tiếu thì mọi thứ trở về bình thường. Nó đòi đi ăn hủ tiếu thôi, đơn giản là nó đòi đi ăn hủ sau tiếu. Sau đó hai vợ chồng lại đi về. Em nhớ hôm đó là 36 tuần 6 ngày buổi tối thì anh có nói với em là ngày mai anh trực. Thì tối hôm đó 11 giờ 50 khuya thì tự nhiên nó đau bụng. Thật sự đến khi đau bụng rồi mình mới biết rằng đau bụng đẻ là thế nào. Làm đau phát mình biết là chuẩn bị đẻ luôn á. Xong rồi nhưng mà em không vội nói với chồng vì ám ảnh mấy lần đẻ hụt trước rồi. Nên là em vẫn nằm yên, em theo dõi xem nó như thế nào. Sau đó 12 giờ rưỡi em mới nói với chồng, anh ơi em đau bụng. Cái chồng em làm như cũng bị ám ảnh á, chồng mới nói thôi em theo dõi thêm xíu nữa đi. Cái chồng em ngủ tiếp. Cái em nằm em theo dõi, em cảm giác từng cơn đau. Sau đó 1 giờ rưỡi em quyết định là em sẽ đi đẻ. Em mới ngồi dậy, em đi rửa chén, em đi quét nhà. À trước đó em có bật một cái nồi nước nóng. Cái gì vậy? Nó không giống với bà mẹ khác. Đúng rồi. Combo đi đẻ của các bà mẹ khác đều... Em biết sao không? Trang điểm tắm rửa sạch sẽ là thay đồ đẹp đó. Rồi đấy chị. Rồi nước sôi em đi tắm, sau đó em bật thêm một ấm nước nữa để tí nữa cho chồng đi tắm. Trong thời gian chờ nước sôi thì em ngồi em thắt tóc, em đánh tí son tô tí má hồng. Nước sôi thì em mới kêu chồng em dậy, anh ơi dậy đi tắm. Ảnh đang say kê làm sao anh cứ cái em hỏi là giờ dậy đi em đi đẻ không? Tự nhiên ngồi một cái tắt. Em giật mình luôn. Thì vào phòng cấp cứu, anh ở ngoài, chỉ một mình em được vào thôi. Sau khi bác sĩ khám xong, chả hay nói gì cả, kêu em ngồi đợi đi, em đợi 30 phút. Tự nhiên em ngồi, em cảm giác nó không đau nhiều như lúc ở nhà nữa. Em nói chết rồi, không lẽ đẻ hụt nữa. 30 phút sau, may quá bác sĩ gọi em vào. Bác sĩ bảo là bảo người nhà đi làm thủ tục, ứng tiền rồi nhập viện đi. Nở hai phân rồi, ôi trời ơi, lúc đó em sướng. Cảm giác thật sự rất là sung sướng luôn. Được đẻ rồi, được đẻ rồi, được đẻ rồi. Cái đầu em mới lon ton ra. Thật đúng nghĩa lon ton luôn. Tại vì mặc dù em mang thai nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Anh ơi anh đi đóng tiền để bác sĩ cho em đẻ rồi. Xong rồi trong lúc chồng em đi làm thủ tục thì em ở đây em mới đọc selfie. Rắc gửi cho mấy đứa bạn thân. Hello, tao đi đẻ đây. Mẹ em ngay lập tức gọi cho em, hỏi sao đi bệnh viện. Cái nói dạ con đau bụng, con đi bệnh viện. Cái mẹ em hỏi thiệt không hay là nôn đẻ quá rồi vừa sáng sớm ngày dự sanh là lo thằng nhỏ đi bệnh viện đi. Không nói thiệt mà, con nở được hai phân rồi. Đó, vậy mẹ em mới tin đó chứ mẹ em cứ tưởng nghĩ là tại vì em nôn đẻ quá. Tại vì trong thời em nôn đẻ em có gọi về nhà khóc bù lu bù loa, mẹ ơi cho con hoài con chưa được đẻ. Xong rồi là được đẻ, vào bắt đầu hành trình đi đẻ của mình. Mọi thứ diễn ra khá bình thường. Em hít sâu thở đều thôi, tại may mình có tập yoga cho nên mình điều tiết hơi thở tốt với mình không bị mất sức trong quá trình chờ sanh. Rồi bắt đầu 4 giờ chiều đau thật sự. Nở được 4 phân là đau thật sự, đau lắm. Nhưng mà mình không rên, không la gì cả. Mỗi lần đau mình ráng, mình hít thở sâu. Bắt tay hai đứa tụt xuống ôm nhau một cái. Lý do gì không lên, không rên, không la? Em sợ mất sức. Người ta sợ mất còn sức chị ha, cô Lan ha. Sợ bị mất nết. Cô Lan ha. Sợ bị mất nết. Cho nên là chị không có dám rên la gì hết. Sợ xấu. Bắt đầu được tiêm ngoài màng cứng. Mình nghĩ tiêm xong chắc là sẽ khỏe, mình sẽ sớm thoát khỏi cơn đau này thôi. Tiêm xong em đợi 15 phút cho thuốc tê nó phát huy tác dụng. Không, vẫn đau như thế, còn đau hơn cơ. Tiếp tục, chồng em mới ới bác sĩ vào, bác sĩ mới tăng liều lên. Em cố gắng đợi thêm 10 phút nữa xem nó có đỡ đau không. Không, vẫn đau như thế. Xong tiếp tục chồng em lại ới bác sĩ vào. Bác sĩ nói bây giờ đã đạt ngưỡng liều rồi, không tăng liều được nữa, thôi cố gắng chịu đựng. Em nói tại sao mọi người tiêm thuốc tê xong rõ ràng bạn mình nó còn ngủ được mà, tại sao mình lại như thế. Nhưng mà may là chắc cho em tập thể dục cho nên là em nở rất là nhanh. Thì nhanh chóng sau đó thôi, 7 phân, 8 phân, rồi 10 phân là được đi sanh. Bác sĩ còn khen em rặn giỏi nữa cơ. Rặn mấy hơi? 3 hơi ạ. Không tới 15 phút, khá là thuận lợi. Chỉ có cái khoảng là gây tê, tưởng không đau nhưng đau không tưởng. Nói chung là mỗi một cơ thể là một kỳ quan. Và cái gọi là cái cơ chế vận hành nó chỉ giống nhau về cái chung thôi.
Nhưng còn những cái tiểu tiết nó vẫn là những cái đặc thù rất là riêng. Cho nên thôi mọi thông tin mình nghe để tham khảo. Còn lại chúng ta sẽ phải tự cảm nghiệm trên chính cuộc đời và cơ thể của mình thôi. Lần đầu tiên mà mình thấy em bé của mình là nó cảm giác mình nó như thế nào ta? Trong suốt quá trình đau đẻ em không khóc, không rên la gì cả. Mặc dù có chồng kế bên lúc đầu cũng định là chắc là mình sẽ nhõng nhẽo, nhưng mà mình nghĩ không, mình phải giữ dưỡng sức, không nhõng nhẽo, không rên la gì với chồng cả. Trong khi chồng em kế bên thì cứ rơm rớm. Em thì không rên la, nhưng lúc mà xong xuôi hết rồi, bác sĩ bảo nào mẹ mở mắt ra nhìn mặt con. Thì vừa mở mắt ra tiếng em bé nó khóc oe, nhìn nó đỏ hỏn à. Tự nhiên mình rớt nước mắt. Thì giây phút xúc động nó diễn ra chắc khoảng 3 đến 5 giây, sau đó mọi thứ được phá tan bởi giọng nói của chồng em: "Ôi, tóc nó quăng giống anh nè." Trời ơi, một cái sự phấn khích. Mắt nó hí giống anh nè. Nó cầm phục giống anh nè. Rồi bắt đầu phân tích về nó giống cha như thế nào. Em có được da kề da với con không? Có. Chỉ có khoảng 3 đến 5 giây thôi, nhưng mà là những cái thời khắc mà cả cuộc đời người phụ nữ không thể nào quên được. Đúng rồi. Vẫn nhớ như in hình ảnh của nó lúc mà ập lên ngực mình á, mình chỉ thấy được một góc mặt nó thôi, nhưng mà mình nhớ mãi trong đầu. Mà cái da của nó lúc đó nó ngộ lắm đúng không? Nó ấm ấm mà nó mỏng lắm. Dạ, nó hào hào lắm. Mọi người thì bảo em bé mới sinh ra nó xấu, mà biết sao con em thấy nó đẹp lắm. Vậy được rồi đó, cái gì cũng tích cực hết là đúng được. Đúng rồi, bạn này rất là tích cực. Em thấy luôn. Nó đẹp lắm, nó hồng hào ra, nó còn mút tay chút. Chắc tại ổng ở trong cũng 40 tuần, nói chung là cũng thẳng thớm rồi, cũng dạ, được. Nó đẹp lắm. Sau khi về nhà thì một tuần đầu tiên là một tuần khủng hoảng thật sự. Ẵm bé không biết ẵm thế nào, cho con bú không biết như thế nào. Mỗi lần con khóc là mẹ khóc theo luôn. Bà ngoại phải qua dỗ. Xong rồi sữa thì không về, nhìn con bú không, chỉ bú thôi chứ không có sữa, mình thấy rất là thương. Lúc sữa về rồi thì lại bị tắc. Xong rồi hai vợ chồng hì hục, massage nặng bóp hút, thật sự nó rất là mệt mỏi. Trong khi mình mới sanh xong nữa, mà cái việc hút nó như vậy mỗi ngày làm 8 lần nữa. Bé bú xong thì lại đúng rồi, làm công tác phải kích sữa. Dụng cụ thì mua đầy đủ, nhưng cái việc sắp xếp dụng cụ trong phòng nó không có hợp lý. Mỗi lần hô chuyện gì cái mình là lật mình ẵm đứa bé lên. Xong rồi em mới nói với chồng em là sao tự nhiên sanh con xong em trở thành động vật đi bằng mông mà cầm nắm bằng chân. Tại vì cứ ngồi trên giường ẵm bắt đầu lấy chân khều thì nó rất là đau lưng. Xong rồi em có một cái tệ đó là em không nằm cho con bú được. Thế là phải ngồi cho bé bú, mà cứ 2 tiếng cho bú một lần, 2 tiếng cho bú một lần. Thật sự một tuần đầu tiên em cảm giác là kiệt sức thật sự. Không còn mạnh mẽ được nữa. Lúc mà con ngủ xong rồi, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi, là chỉ nằm ôm chồng khóc thút thít. Cảm giác như là sau trước khi sanh ra mình được ba mẹ, được chồng yêu thương chiều chuộng, mình là trung tâm của vũ trụ. Tự nhiên bây giờ mình cực khủng khiếp. Em nhớ hôm đó sữa về rồi, sữa chảy ướt áo, em mới lật đật thay áo. Thì mở cái tủ quần áo, em đã cố tình lựa những cái áo rộng rồi nhé, thử 2-3 cái vẫn chật. Sau đó một thoáng em nhìn vào gương, em thấy cơ thể mình trong gương. Em quay qua em nhìn chồng em hỏi: "Anh, cô gái trong ảnh đi đâu mất rồi?" Trong cảnh cưới, chồng em lại cười thôi: "Thôi, vài tháng nữa thì cơ thể nó sẽ phục hồi trở lại." Thật sự lúc đó mình cảm giác ý thức sâu sắc được cái việc là sau sinh cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào. Trong cái quá trình mà bạn này mang thai á, bạn đón nhận nó một cách rất là tích cực. Nên bạn cảm thấy nó cái gì nó cũng màu hồng. Mình thật sự người phụ nữ có bầu họ đẹp lắm. Cái gì họ cũng nở nan ra, cho nên là họ rất là đầy đặn và họ mơn mởn, họ rất là đẹp. Và mình tận hưởng cái nét đẹp đó của mình. Nhưng khi sanh xong á, cái cơ thể người phụ nữ nó sồ xuống, nó xà xuống, giống như là một cái cục thịt mà nó lủng lẳng như nè. Cho nên là mình có thể tả bởi cái gì đó nó hấp dẫn hơn xíu được không? Không có cái gì mà hấp dẫn được để tả cái cơ thể người phụ nữ lúc mà sanh xong hết luôn đó chị. Ở Giang á, Giang bị cái chướng ngại do chính cái tiêu chuẩn của em đặt ra. Đúng rồi, đúng. Chị tôi nghe nói rất là đúng luôn á. Chúng ta có những cái nguyên nhân tạo ra sự trầm cảm và tuột dốc sau sinh nó phong phú vô cùng. Ví dụ như những cái bà mẹ khác là em hoàn toàn bị động, nhưng mà Giang ngược lại không, em rất chủ động. Em đơn côi không, tôi rất đầy đủ. Nhưng mà em biết không, chính trong cái quá trình mà em gọi là em chuẩn bị cho sự mang thai của em á, nó cũng đã phản ánh cái tính cách của em rồi. Đó là cái sự lớp lan trật tự. Mọi thứ trong cuộc đời của em là nó phải được sắp xếp một cách chi ly tỉ mỉ kỹ lưỡng và không được sai.
nó còn kết hợp thêm cái nghề bản làm là đúng cái rồi. Nghề giáo viên nữa, đúng không? Em là giáo viên đúng không? Cho nên là cái tính nguyên tắc của em nó rất là cao. Và đến khi mà mặc dù em rất chủ động với quá trình sinh con, nhưng mà khi mà một đứa trẻ mà mình chăm nó đó thì mọi thứ nó đều không có đúng công thức, tại vì chúng ta đang chăm một con người chứ không phải là một cái máy, cho nên mình phải nhìn theo nó để mình thuận theo. Thì lúc này cái nguyên tắc của em nó bị phá vỡ, em không tải nổi cái điều đó, và điều đó làm cho em cảm thấy mình bị thất bại. Dạ, rất là mệt, nói chung là rất kiệt sức. Cái cảm giác của em là sự bất lực và mình không hài lòng với mình của hiện tại. Đúng. Tại sao mình lại trở nên bùi nhùi như thế này, mọi thứ trở nên hỗn độn như vậy? Và cái cơ thể của em, chính vì em rất ý thức trong việc chăm sóc cơ thể, cho nên cái cơ thể đó mà thay đổi những cái là em định nghĩa nó trầm trọng lắm. Còn với một cái bạn mà thôi kệ tình hình sức khỏe hay sao cũng được, thì khi mà nó gọi là nó có tệ đi, người ta thôi sao cũng được, nó lại dễ thỏa hiệp. Còn em thì em khó chấp nhận điều đó. Dạ. Em ngưỡng mộ chị quá. Em quay qua bên đây, bên đây. Nhân vật của chúng ta đây. Những cái gì mà chị phân tích là nó đúng với lại tâm lý của em lắm. Ba này cũng vậy. Và em cảm thấy là giống như là cả một cái khoảng trời mà em chăm Louis từ lúc mà lọt lòng cho tới bây giờ là nó đang hiện ra trước mắt em luôn á. Nó rất là sống động. Nhưng mà Lan với Giang biết không, chính cái điều này nó lại kéo theo một chuyện nữa, không nằm ở chính chúng ta đâu, mà nó nằm trên cái đòi hỏi mà chúng ta dành cho những người có liên quan á. Chính vì nhiều khi mình đòi mọi chuyện nó phải như vậy, nhưng mà ông chồng có thể ổng không có kịp như vậy, hoặc mẹ, hoặc những người phụ em họ không có theo đúng cái gọi là cái nguyên tắc mà em đặt ra. Điều đó cũng làm cho em cảm thấy bị hụt hẫng, thất vọng, khó chịu, căng thẳng, cái ngồi khóc. Mình bị tức với chính bản thân của mình vì những cái nguyên tắc mà mình đưa ra mình lại không làm được. Rồi sao? Vừa qua được cái tuần sóng gió đó, sau một tuần mình quen việc hơn rồi thì lại gặp một cái vấn đề là theo kế hoạch thì chồng em sẽ ở nhà với em 20 ngày, nhưng vì lý do đột xuất thì ảnh không được giải quyết phép, ảnh phải quay trở lại thành Sài Gòn. Đừng nói ảnh là bộ đội nha, bác sĩ quân y. Đáp đi, chưa tới nói rồi biết làm sao không? Tại vì cái combo là giáo viên với bộ đội là combo lý tưởng trong việc kết hôn. Nãy giờ nghi dữ lắm. Em thích mấy anh bộ đội, chắc em không tôi cũng thích bộ đội, em đi học sư phạm lại. Trời ơi, có ổng ở nhà mình còn nhờ này nhờ kia được. Bây giờ ổng đi một mình thì biết xoay sở làm sao. Nhưng mà có lẽ từ lúc chồng đi thì em lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chồng vừa đi một phát là mà em sắp xếp lại bỉm sữa, quần áo, mọi thứ trên cái giường đó. Nghĩa là không gọn gàng nữa, không cần gọn gàng nữa, miễn sao mình giơ tay ra mình lấy là được. Hợp lý theo kiểu của mình là được. Hợp lý theo kiểu của mình là được. Sau rồi mình quen dần hơn. Lúc đó mình bắt đầu mình quen việc rồi thì bắt đầu mình biết tận hưởng niềm vui trong việc làm mẹ. Những niềm vui đơn giản lắm. Con khóc biết dỗ, mình dỗ nó nín là tự nhiên mình thấy mình vui. Thành sao? Công ha. Thành công. Cả một buổi sáng không cần ới bà ngoại là vui. Cả một ngày hai mẹ con tự bảo ban nhau được là vui. Cả một đêm ngủ tới sáng để cho bà ngoại ngủ yên được là vui. Tự nhiên mình cảm giác mình bắt đầu quen với việc làm mẹ như thế nào, mình bắt đầu mình cảm giác thích nghi với cuộc sống. Mình tận hưởng từng phút giây với bên con, mình cảm giác lúc đó là thật sự cảm ơn bà ngoại, tại vì là nhờ có bà ngoại em mới có cơ hội để cảm giác rằng việc làm mẹ nó rất hạnh phúc. Con xin gửi lời cảm ơn đến ông bà ngoại. Nhờ ông bà ngoại mà con có thể yên tâm trong việc làm mẹ. Và sắp tới thì là trở lại cái công việc bình thường của mình thì cũng đã có ông bà ngoại giúp đỡ. Cảm ơn anh đã cho em 40 tuần hạnh phúc và khiến em không cảm giác sợ việc mang thai và sinh nở. Cảm ơn cái câu chuyện của em và cũng như là cảm ơn cái năng lượng tích cực của em mang đến cho trường quay cũng như là đến cho tất cả các bà mẹ bỉm sữa đang theo dõi chương trình. Chương trình cũng có một phần quà dành tặng cho bạn. Đây là bộ son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản. Có nhiều màu son để cho bạn mỗi ngày bạn đến lớp bạn xinh tươi hơn. Dạ. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn nhớ một cái kênh khác của chương trình, đó là kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV để mình có thể đồng hành cùng rất nhiều bà mẹ bỉm sữa trong từng câu chuyện. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu son đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
và em đau đến tận 3 giờ sáng. Tử cung không xóa không mở, ối vỡ hoàn toàn nhưng không xóa không mở. Là bác sĩ chỉ định là mổ cấp cứu, không có sữa cho con bú, phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa ngoài mà lại cũng không biết đẻ. Thì khoảng thời gian mà không có chồng em lâm vào hoàn toàn là bế tắc luôn ấy. Đưa con nằm viện xong lúc đấy em nghĩ là em phải bỏ trốn. Chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa, chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 phút trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần.